Rồi. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay rảnh thì mình sẽ làm một cái clip để nói về một cái vấn đề, đó là sau khi mình mua xe cũ thì mình cần làm những gì. Và sẵn luôn mình chêm vô luôn, thì những clip trước đó mình cũng đã có nói là cách để đi mua xe cũ và mua xe cũ như thế nào đó, láp gì đó. Thì mình đã có nói hết, nhưng mà bây giờ mình sẽ nhắc lại luôn trong cái clip mà sau khi đi mua xe cũ thì anh em cần phải làm gì đó. Thì cái điều đầu tiên mà muốn nhắn gửi với anh em á là mua xe cũ thì theo Minh á, theo cái quan niệm của Minh nha, này ở đây là Minh chỉ nói quan niệm của Minh thôi. Thì thứ nhất là anh em đam mê, nhưng mà anh em chỉ có đủ giới hạn bao nhiêu đó tiền. Ví dụ anh em đam mê con này nhưng mà anh em chỉ có 120 triệu, mà con này mới nó tới 160 triệu đó, ví dụ CR250 đi, thì anh em chỉ giới hạn nhiêu đó thôi thì anh em sẽ mua được cái con cỡ đó. À, thì lỡ mà anh em mua trúng cái xe hư thì sao? Thì anh em sẽ đổ nợ rồi tốn tiền rồi suy nghĩ, thành ra cái việc chơi xe của mình á nó rất gọi là phiền phức, nó không có vui nữa, hết vui, thành ra anh em hết đam mê luôn. Nhưng mà khi mà anh em mua trúng một cái con xe ok thì anh em đi trải nghiệm bao thực tế bao đã. Nhưng mà ở xã hội này mà thì có người xấu có người tốt, nó cũng thật sự luôn, cũng có rất là nhiều chỗ bán xe rất là tốt, nhưng mà cũng có nhiều chỗ bán xe rất là kỳ đó. Mà thấy á, những chỗ mà thường á, những chỗ bán xe tốt người ta ít mà gọi sao ta, người ta nói nhiều lắm, người ta đăng nhiều hay người ta nói nhiều hay người ta PR quảng cáo nhiều lắm đó, người ta hay không có vô group đồ nhiều, theo Minh thấy là vậy nha, theo một cái Minh là chỉ một người chơi xe thôi nha, thì người ta không có đăng vô group đồ nhiều, người ta không có bài, người ta không có tràn lan, không có gì hết. Người ta chỉ đăng trên tường họ là tự động khách hàng, người ta thấy ừ quá ngon quá đẹp là khách hàng người ta tự tới thôi. Đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ nói, không có đi lan man nữa, thì sau khi mua xe cũ thì mình cần làm gì? Ok. Ví dụ sao ta? Ví dụ như con này đi ha, con này đi, Z8 hay cái này đi. Thì sau đi mua xe cũ á thì những điều mình cần làm đầu tiên, ví dụ một người kỹ tính thì mình sẽ vệ sinh họng xăng, vệ sinh kim phun. Đó. Ví dụ là một cái xe đi nhiều. Rồi mình coi cái vỏ nó có mòn chưa. Thì với cái việc mà coi vỏ mòn á thì nó cũng giống như là xe thường thôi, thì hết rảnh này là mòn. Có nhiều vỏ nó không có gai nha anh em, cứ đừng có tưởng là còn nhiều gai là xe vỏ con nó không có đâu nha. Đó, cái rảnh nó nhiều, cái rảnh nó sâu thì nó còn nhiều. Rồi mình phải kiểm tra cái này, kiểm tra bố thắng. Nếu như mà nó mòn quá hay là nó gần hết thì mình thay mới luôn. Đã mua xe mới mà phải tậu cho mới. Đó, ví dụ có một anh em mua xe bên Minh nè, anh em mới tập đi, thì bố thắng nó vẫn còn, lúc mình kiểm tra còn, nhưng mà anh đi chưa tới 15 ngày thì bố thắng nó hết. Đó, bố thắng nó hết thì do lý do một phần là anh em chạy không có quen, anh em rà thắng quá nhiều, mới tập chạy anh em rà thắng quá nhiều thì nó mòn. Thì những cái này á nó chỉ là cái phụ tùng thay thế nhỏ nhặt thôi, thì anh em có thể thay, hoặc là anh em mua xe bên Minh ghé đây mình sẽ thay cho miễn phí tiền công toàn bộ nha anh em. Đó, còn tiền bố thắng này sẽ lấy chứ, lấy tiền bố thắng đó. Còn những anh em nào mà vui vẻ qua đây ăn chơi uống cà phê cà pháo nhậu nhạc thì ok, ba cái này mấy cái này mấy trăm ngàn mình miễn phí hết cho anh em luôn. Mấy cái này đơn giản mà chứ tình cảm mình thôi, nhưng mà mình nói cho anh em biết là những cái này là cái phụ tùng thay thế nhỏ nhặt. Thì những cái này anh em đi xe nào, mua xe mới hay xe cũ thì anh em vẫn còn thay. Ví dụ bố thắng nè, vỏ nè, rồi dầu thắng thì qua đây chăm miễn phí luôn, mấy cái này đơn giản. Rồi tiếp theo, cái quan trọng nhất đó là máu của chiếc xe, đó là nhớt. Nhớt thì những cái chỗ mà mình đã thay rồi hay là nhớt còn thì mình sẽ báo cáo cho anh em. Một xe nào hết nhớt thì mình sẽ báo cáo cho anh em thay nhớt. Đối với những người có uy tín và những người thay trước mặt anh em thì anh em biết. Nhưng có những chỗ người ta nói chưa thay nhớt mà người ta lại thay sao, đúng không? Người ta nói là nhớt mới, nhưng mà sao mà biết được, sao biết được nhớt mới, không thay nằm trong đây sao mà biết được nhớt mới. Rồi vậy là anh em về anh em phải cần thay nhớt, ý là anh em mua ở những chỗ mà anh em không tin tưởng nha, anh em về phải cần thay nhớt đó, thay cho toàn bộ cho xe nó mới. Và nhớt, và nhớ nên anh nhớ là phải thay luôn lọc đó. Lọc thì 2-3 lần thì thay một lần, tùy theo cái lọc anh em là xài lọc tốt hay là lọc xịn nha, lọc tốt hay lọc dởm. Rồi tiếp theo, cái điều đặc biệt nhất nữa là anh em phải vệ sinh xe. Điều đặc biệt nhất là anh em phải vệ sinh xe. Anh em nào không có điều kiện á thì rửa từ trong ra ngoài,
Còn anh em nào có không có điều kiện thì mình rửa sơ cũng được, nhưng mà phải kỹ. Rồi những xe mà lâu quá thì anh em phải kiểm tra hết đường dây điện. Còn mấy đề mới thì anh em không cần. Mà quan trọng khi mà tháo lắp dàn áo của mô tô anh em không có thể tự tháo ở nhà được. Đừng có bao giờ dọc phá, khuyên anh em luôn. Đừng có bao giờ phá, nó gãy bát hết, tội mấy ông ơi. Anh em người ta chơi sao, tội. Tháo ra không phải dễ đâu, để tháo một chiếc xe này phải có quá trình học hỏi, rồi tò mò, rồi tháo lắp thường xuyên thì nó sẽ tháo ok hơn. Với lại cái tính kỹ càng, đa số thấy mấy anh em mua xe về anh em hay tự tháo lắm, đảm bảo luôn. Mấy anh em coi clip, một số anh em là tháo thiếu ốc, một số anh em tự nhiên dư ra mấy con ốc rồi gãy bát tùm lum hết. Tội người chơi sao hư dàn áo, không có đáng, không có đáng luôn. Dàn áo rất là mắc tiền nhưng mà anh em làm gì không có đáng. Ra những nơi người ta có kinh nghiệm á, người ta tháo ra người ta rửa cho anh em, đúng không? Khi mà người ta tháo ra chỗ nào gãy thì người ta báo gãy, còn mà lúc mà tháo ra không gãy mà ráp vô gãy đi bắt người ta đền, đúng không anh em? Đó, cho nên kiếm chỗ có kinh nghiệm. Tháo cực lắm, để một ngày đó mình làm chuyện khác. Thiên luôn, Minh là một người ngày xưa cũng hay tháo xe ra luôn á. Chia sẻ thiệt sự anh em luôn, hay tháo xe ra. Gãy bát, thiếu ốc, dư ốc. Cái lúc mà dư ốc quá rồi á, lười, làm biến quá thôi bỏ luôn. Đó, chuyên gia đó, kinh nghiệm đó. Cho nên có kinh nghiệm rồi, chia sẻ lại cho anh em. Rồi xong những cái đó thì mới bắt đầu từ cộng với sơn. Đó, tới đó là mình bắt đầu cộng với sơn. Coi sơn có mòn chưa, sơn thì dễ thôi. Cái sơn mà nó nhọn ơi là nhọn là nó đã mòn rồi thì mình thay sơn, thay sơn mới đi cho nó êm thiệt sự luôn. Rồi sơn mình á, tăng sơn, bảo trì bảo dưỡng sơn, rửa sơn thường xuyên là xe đi sẽ êm nữa đó. Còn cái nữa là nước mát. Nước mát thì đa số xe là nước mát hãng. Anh em nào muốn ok á thì thay nước mát xịn hơn, còn hoặc là anh em có thể ghé mình hỗ trợ thay nước mát cho anh em. Nước mát cũng không nhiều, có nhiều xe khó thay mà nhiều xe dễ thay nha. Nhiều xe cũng cực kỳ khó thay á, chứ không phải giỡn đâu. Phải tháo dàn áo ra mới thay nước mát được. Mà nước mát từ 10.000 đến 15.000 mới cần thay một lần. Nhưng mà anh em phải chăm chú kỹ cái nước mát. Đừng có bao giờ để nước mát mà nó hết hay là nó hụt, hay là để quá lâu là sẽ giải nhiệt không tốt cho xe. Mà nó giải nhiệt không tốt cho xe thì xe mình nó sẽ mau xuống tuổi thọ. Cái đó là những cái điều cần lưu ý. Rồi sau này mình muốn lên chống đổ hay lên gì đó là việc tiếp theo của mình. Thì mới mua xe mình cần kiểm tra những cái vấn đề đó. Rồi một cái nữa là anh em nên nhớ là cái chén cổ. Khi anh em đi một thời gian thì chén cổ của anh em nó sẽ không mượt nữa. Thì yêu cầu anh em phải vệ sinh chén cổ, hoặc là anh em thay chén cổ mới. Những cái đó là rất là đơn giản. Xe mà mấy anh em cam kết là xe không thay chén cổ, hay là xe chén cổ zin mà đi mấy năm mà chén cổ zin thì cũng thấy kỳ kỳ rồi đó. Tại cái chén cổ, cái cấu tạo ở trong nó là những cái dòng bi thôi. Một thời gian thì nó sẽ bị hao mòn, bị sét này nọ thôi. Anh em phải vệ sinh đó. Tại mô tô này cái ghi đông của nó không giống như những cái xe thường. Những xe thường anh em còn vệ sinh chén cổ nữa. Nói chung xe có vệ sinh, xe kỹ là ok là anh em mua được ha. Rồi nãy giờ nói cũng ok rồi đó. Rồi đó. Nó thì cái việc mà sau khi mà mình làm về á thì mình cũng giống như là cái việc mình đi xem xe thôi. Đó, khi mà anh em mua xe thì anh em cũng phải coi xe kỹ càng. Ở những chỗ ok thì anh em phải leo lên chạy thử. Đó, mà nói anh em nghe, mua xe khi mà mua xe cũ thì mình đương nhiên mình quan trọng là phải là cục máy. Cái dàn áo thì nó có xước xát xíu á thì không sao, nhưng mà quan trọng là cục máy tốt. Anh em phải biết nghe tiếng máy, hoặc là anh em kêu một người rành về xe đó. Ví dụ như về Ducati á, mình khẳng định luôn mình không có rành về Ducati. Khi mà mình mua Ducati mình phải nhờ một người chuyên Ducati để người ta chỉ mình, người ta coi giùm mình. Tốn không bao nhiêu hết, 1 triệu 2 triệu bạc, nhưng mà mình mua xe mình cảm giác yên tâm hơn. Còn ví dụ mà anh em chơi những dòng Kawa hay là Honda rồi này nọ, mình vẫn có thể coi được, mình có thể hỗ trợ. Tại vì bên mình á, một chiếc xe đẹp nha, khẳng định anh em một chiếc xe đẹp thì nó không có nhiều và người ta chưa có bán. Những chiếc xe này nó rơi vào trường hợp, những xe Minh Thu vào trường hợp sao? Chủ xe người ta thích, người ta mua về vài bữa người ta trưng rồi này nọ kia khác, vì nhiều có vấn đề chứ không phải là người ta đi nhiều quá mà người ta bán. Thì xe đẹp mình không có nhiều thì anh em có thể đi qua những chỗ khác mua. Những chỗ khác người ta có rất là nhiều xe, hoặc là mua cá nhân thì Minh hoặc là Dính Minh có thể hỗ trợ cho anh em đi coi xe giùm anh em vẫn bình thường nha, anh em đừng có ngại. Nói chung là coi xe thì mình sẽ biết cái tình trạng xe nó sẽ như thế nào thôi. Còn mà ví dụ như gặp những thầy bù á, bù ghê gớm á, thì cũng phải chịu thua thôi. Có nhiều gọi là đẳng cấp cao á, có nhiều hách á, người ta bù xe ghê lắm. Còn thì mình sẽ giúp anh em được tới đâu thì mình sẽ cố gắng, thì dành chút thời gian coi xe. Có nhiều anh em đã qua nhờ Minh coi đi coi xe giùm á,
thì mình cũng coi được cho anh em, nhưng mà ít thôi, tại vì mình không có nhiều thời gian rảnh thì mình sẽ cho lính mình đi theo anh em, thì coi để cho anh em ưng ý, người ta sẽ báo là ừ cái xe này anh ơi, cái vỏ như thế này, cái bố như thế này, máy nó như thế này, thì báo sẽ báo tình trạng cho anh em được thì anh em mua, còn không được thì thôi. Đó vậy thôi, chủ yếu là coi để báo cho anh em là ừ xe nó trong tình trạng như thế, để cho anh em biết đường anh em mua, chứ không thôi là để anh em uống thuốc nữa, bài học đầu đời nữa, tắm chiếu mới. Đó là đó thì những gì mà mình chia sẻ cho anh em. Rồi anh em coi thì thấy hay thì nhớ like, subscribe cho kênh của Minh Biker. Và Minh chỉ là một người dân thường thôi nha anh em. Anh em đừng có nói hay là gì hết, Minh chỉ là người dân thường và muốn làm những gì tốt nhất có thể đến cho anh em. Và đương nhiên trong lúc mình làm thì sẽ có nhiều sai sót, hoặc là sẽ có nhiều cái anh em nhắn tin không trả lời được, những anh em qua đây mình sẽ cố gắng dành thời gian hết để tiếp anh em. Và nhiều anh em nhắn tin mình không được là gì nè, có quá nhiều công việc, còn những anh em qua chơi với mình là anh em sẽ hiểu là cái mình tiếp anh em á là mình nói chuyện rất là nhiều, và nhiều khi nó bị trôi tin nhắn. Và nhiều khi cái tin nhắn trên mạng á thì có rất là nhiều tầng lớp, những cái em nhỏ người ta mượn xe của phụ mượn điện thoại của phụ huynh, ta nhắn qua cho mình, ta thấy số điện thoại ta nhắn, ta gọi cho mình rất là nhiều, cho nên một phần nó cũng rất là bị lộn xộn. Còn những anh em tới đây thì tới địa chỉ chơi chung mình thì mình rất là tiếp anh em, chưa có anh em nào mình bỏ rơi mà, đúng không? Anh em coi clip anh em xác nhận là chưa có anh em nào mình bỏ rơi anh em hết, từ xe nhỏ đến xe lớn. Thì quan trọng á là có thể nói luôn, ở Sài Gòn này á mình chỉ có không có nhiều người thân luôn, khẳng định không có nhiều người thân, cho nên mình rất là quý trọng cái tình cảm mà anh em tới đây chơi với mình. Người ta đã từ nơi khác tới đây chơi với mình thì mình phải vui đó, thì mình vui thì người ta quý mình, người ta mới tới mình. Người ta không quý mình người ta qua người khác rồi, đúng không? Biết bao nhiêu người người ta qua mình. Đó là những cái mà mình chia sẻ tâm sự thật tình luôn anh em, đối với anh em đang xem kênh của mình. Rồi mình có anh em, đối với anh em ở xa là mình có dành riêng một phòng riêng để cho anh em mà có bàn làm việc, tại vì mình không biết để nhiều đồ như thế nào, nhưng mà để bàn làm việc cho anh em là chỗ để đồ, rồi một cái nệm nhỏ nhỏ để cho anh em nghỉ ngơi. Anh em đừng có ngại, nói chung là ở đây cứ như nhà của mình. Rồi xe thì anh em muốn mua thì những xe có thì giao cho anh em thôi, ai lại muốn giao xe, nhưng mà tại vì nó không có phải ngồi mò kim đáy bể phải ra một con xe, có nghĩa là khách đem qua đây mình thấy con xe đó mình ưng thì mình mới giao cho anh em được, còn không ưng thì thôi là thôi bó tay, không ưng là mình không có lấy. Ở đây mấy anh em mình nè, nó đang quay cho mình thì biết mà, xe mình coi nhiều lắm nhưng mà không ưng là không có lấy được. Rồi mình ưng xong rồi qua anh em ưng rồi anh em mới lấy nha, có nghĩa là anh em thích cái này, ok thích đúng không, coi chạy thích thì mới cho lấy, còn cảm thấy cái màu nó không thích đó thì đợi xe sau. Mình muốn là bạn thích thì bạn mới lấy nha, không thích không lấy, đi không có lâu. Rồi bên mình có hỗ trợ quay đầu đó, có nghĩa anh em đi thời gian sẽ đổ từ 5-15%, ví dụ anh em đi dài 3 ngày thì lỗ 5% thôi, còn anh em đi nhiều rồi sẽ trừ khấu hao mòn lại, trừ cái khấu hao phần trăm nữa, cái giá thị trường nó xuống đó, nó là vậy đó. Rồi thôi, clip nói quá dài rồi, nói dài quá anh em nói nhiều nói nhây anh em không thích nghe. Rồi cảm ơn anh em đã xem kênh và nhớ đăng ký kênh giùm mình nha, tại vì kênh dạo này tụt view quá.